Mày có chuyện gì? Mày chỉ tao với. Chuyện gì đâu? Hồi đó giờ tôi chưa học võ qua bao giờ hết. Tự nhiên không hiểu sao tôi làm được như vậy nữa. Hôm nào đấu tiếp nha. Tôi về đây. Được rồi. Lùa trâu vô chuồng nữa. Về. Sao kỳ vậy? Tao thấy mày thắng chắc nó mà. Tao cũng không biết sao nữa. Mới làm chút xíu thôi mà mệt dễ sợ. Đói bụng thiệt chứ. Kiếm gì ăn cái đã. Ở đâu có nhiều chuối quá vậy? Cho tôi ăn trái nha. Nhiều chuối quá, ông ăn cũng hết đâu. Ngon quá. Đúng là bạn hiền mà. Bạn tốt, còn trái nữa nha. Vô phép. Dạ. Đứng đó. Dạ. Vậy là bao nhiêu tội? Nói. Dạ thưa ông, dạ tại vì con đi chăn trâu, nắng nô cực khổ quá, con đói bụng nữa, cho nên con lỡ tay. Chăn trâu không đói, hè nhau đánh lộn với lũ trẻ ngoài đồng á, bỏ cho trâu ăn lúa mới đói. Dạ thưa ông, con có đánh lộn mà là con đấu lộn. Dạ đánh lộn khác với đấu lộn không? Nhìn về thôi chứ thực ra là con đấu lộn không? Dạ. Đấu nè, đấu nè. Ông ơi, cho mà con đấu một tội à? Đấu lộn thôi à? Một tội hả? Dạ. Một tội hả? Dạ. Một tội nữa. Và một tội nữa là ăn trộm chuối. Hai tội hết rồi. Hai tội hả? Dạ. Hai tội nè. Hai tội à? Dạ. Hai tội. Ăn rồi ngủ làm biết. Ăn rồi dạ. Ngủ đi tới đâu nợ rồi tới đó. Hàng quán vô tới chùa mang vốn. Hết tiền đi trộm. Dạ. Đi trộm nè. Đi trộm. Dạ. Ôi dạ. Ây dạ. Tại ông á nghe không? Ông ngồi làm cái gì vậy? Hả? Ông chưa đỡ cho người ta gì hết vậy? Vậy cũng gọi là thánh thần nữa. Ông nhớ đi. Ông chờ tôi một lát. Vậy này ông chết ông với tôi nè. Ông biết cái này là cái gì không? Lần này cho ông biết tay tôi nha. Cho ông chết nè. Kỳ này là tôi cho ông đi miệt mài luôn nha. Nó bụng quá. Thôi ăn chuối nữa. Khác bị đòn rồi sao? Kiếm cái khác ăn. Lần này ông đi nha. Tốn tỷ nha. Làm việc nha. Dạ. Mau dậy đi. Ta sắp đi xa rồi. Người không tiễn ta sao? Dạ. Không cần phải thi lễ. Người đuổi ta đi rồi còn gì? Dạ dạ. Bẩm con đâu có dám. Dạ không biết con phạm tội gì mà làm kinh động đến thần hoàng ạ. Nhà vua đói bụng, ăn mấy trái chuối có gì ghê gớm mà người lại đánh mắng, làm cho bệ hạ giận đuổi ta đi. Người hãy mau mau xin lỗi ngài để ngài tha cho ta. Dạ dạ dạ, con biết lỗi rồi ạ. Dạ dạ, con biết lỗi. Cái thằng trộm quỷ sứ này dám phạm thượng đến thánh thần. Gỡ hoài mà không được. Cái thằng trộm này không đánh đòn là không được mà. À.
sớm. Dậy. Đang ngủ. Dậy mau. Cái gì quen quen vậy ta? Sư phụ ơi, sư phụ ơi, con có làm gì sai? Ông tha lỗi cho con. Dạ. Đi ra đây ông biểu. Dạ. Dạ. Có phải cái lá bùa này là con gián không? Dạ. Dạ con lỡ tay. Dạ con giỡn, để con lấy xuống. Vậy là con lại gây tội với ông nữa rồi hả? Con xin chịu ạ. Dạ. Dạ. Nghe ta hỏi, cha ngươi là ai, làm nghề gì? Lỡ ông đánh con sao? Nhưng mà ông ơi, nếu như mà con có làm chuyện gì sai, ông có việc la rầy, thậm chí ông đánh con luôn cũng được. Nhưng mà đừng có báo phụ huynh con, mẹ con dữ lắm đó ông. Ta không đánh. Ta hỏi cha ngươi là ai, làm nghề gì? Dạ. Dạ ông hỏi chi kỹ chứ vậy? Ta hỏi thì ngươi cứ trả lời. Cha ngươi là ai, làm nghề gì? Dạ. Câu này hả? Câu này con cũng muốn hỏi ông lâu lắm rồi đó. Mẹ, trả lời con biết đi mẹ. Sao mỗi lần con nhắc tới chuyện này là mẹ lại lảng tới chuyện khác hoài à? Không có cha thì bao nhiêu năm nay mẹ con mình vẫn sống được. Đang không hỏi làm gì. Nhưng mà thật ra con cũng nên biết cha con là ai chứ. Bực mình ghê á. Ông tự trong đình á, cứ điều tra lý lịch con hoài à. Cứ hỏi con, cha mày là ai, cha mày là ai hoài à. Vậy sao? Dạ. Con lại gây ra chuyện gì rồi hả? Con có gây ra chuyện gì đâu mẹ. Con chỉ là con gián. Dạ. Không có gì. Nhưng mà con thấy lạ lắm nha. Có khi nào cha con là bọn Lục Long Thảo Khấu, là kẻ giết người không mẹ? Phạm Thượng. Trời, mày làm như cha con là vua vậy. Con Phạm Thượng. Ê, buồn quá. Suốt ngày ngồi canh cái tên vua bị hạ bệ này, nó chán quá mày ơi. Mà mấy ngày nay không có giọt rượu nào trong bụng tao hết. Y như là cái con sâu rượu nó chảy rần rần trong bụng tao. Nó khó chịu gì đâu á. Mày đừng nhắc làm tao thèm mày. Trong mong sao cho Tím Dương giết quách cái tên này cho rồi. Lúc đó tao với mày rảnh nợ, phải không? Đi nhậu một trận cho nó đã, phải không? Tao thèm rượu quá mày. Ai rượu không? Rượu ngon đây. Rượu ngon nè, chào hai anh Lệ. Em chào hai anh Lệ nha. Mời hai anh uống nha. Ừ. Trời đất ơi. Ê, mới nhắc cô em là cô em tới liền à. Mấy bữa nay anh nhớ cô em lắm nha không? Thiệt không? Nhớ em hay là nhớ rượu? Thì à, nhớ cả hai. Vậy mới được chứ. Ừ. Nhớ cả hai thì mời hai anh uống nha. Mà nói nghe, mà rượu của cô em á, uống càng ngày mặt càng ghiền á nha không? Ghiền á thì càng tốt chứ làm sao. Chứ tối ngày á, hai anh cứ lo canh cái ông yếu nhớt ở trong đó, có gì đâu vui. Uống rượu mới vui, mới quên đời, mới khỏi lo gì hết. Uống đi nha. Mà nè, tao với mày có thèm thì uống ít ít thôi nha. Chứ uống sai á, ở trên bắt tội xuống á, là tao với mày bị tru diệt của tộc á. Ồ, mắc cười quá. Cái ông đó bị giam mấy ngày nay, bị bỏ đói mấy ngày nay rồi. Nhìn ông xanh xao như vậy á, hơi sức đâu mà chạy được. Mấy anh đừng có lo cái gì hết á, mấy anh cứ uống cho sai đi. Nếu mà sai rồi á, thì để em canh giùm cho. Ừ. Cô em này nói nghe chí lý nè, thấy không? Uống đi, đời có gì đâu vui, buồn thấy mồ. Uống đi. Còn chết chỉ cái miệng của em đó nha. Uống. Nửa nha. Trời, quá. Đây.
uống mày cạn. Trời ơi, nhìn hai anh uống rượu oai phong dễ sợ vậy đó. Rượu ngon mà người rót rượu cũng đẹp. Uống đi anh. Nè. Cạn mày. Cạn. Bữa nay rượu em bán nặng độ quá hay sao mà anh uống mau say dữ vậy nè em? Uống thêm nữa nha. Nè. Anh ơi. Anh. Anh ơi. Bệ hạ, bệ hạ thấy trong người sao rồi? Ta không sao. Nàng đang thai nghén như vậy, ráng giữ gìn sức khỏe, đừng tới đây thường xuyên như vậy, nguy hiểm lắm. Thiếp không sao đâu. Ơn trời, con mình mạnh lắm, hồi này nó cứ đạp thiếp hoài hả? Chắc là con trai đó bệ hạ. Ơn nàng đã tới với ta trong lúc ta đang xa cơ thất thế. Không biết tới lúc nào ta mới báo đáp được ơn này cho nàng. Con của ta lẽ ra phải được sinh ra trong nhung lụa, được bá tánh tung hô là thái tử để kế vị ngai vàng. Còn nàng, nàng phải là hoàng hậu của ta. Nhưng bây giờ mẹ hả, thiếp không màng danh lợi tước gì. Một cô gái bán rượu như thiếp được dựa mạng thuyền rồng, dù chỉ một ngày thôi cũng lấy làm vinh hạnh lắm rồi. Mẹ hả, mẹ hạ hãy vững lòng tin, sẽ có ngày lấy lại cơ đồ, phục hưng ngôi báo. Bọn tiêm quỷ sớm muộn gì cũng giết ta để triệt mầm khói nghĩa. Nàng hãy đem con trốn đi thật xa, đừng để lưu lị tới tính mạng. Không, thiếp không đi đâu hết. Sống thì cũng sống, chết thì cả ba cũng chết, thiếp không đi đâu. Không được. Nếu như nàng sinh con trai thì nhất định sau này nó sẽ phục thù cho ta. Lúc ta bị truy sát, ta đã giấu ngọc ấn dưới gốc đa ở đầu làng hạ. Nàng cứ tới đó mà dò tìm ngọc ấn và hãy cất giữ để làm tin, sau này sẽ có ngày để dùng tới. Nàng hãy bảo trọng. Nàng đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ta không sao. Không, mẹ hạ. Mẹ hạ ơi. Nàng hãy đi liền đi, kéo không kịp. Hãy nhớ là không được cho ai biết tâm tích đứa bé là ai, nếu không sẽ rất là nguy hiểm. Hãy nhớ giữ gìn tính mạng. Nàng hãy đi đi. Nàng hãy đi ngay đi. Đi liền đi, kẻo không kịp. Nàng đi đi. Đi đi. Mẹ, có chuyện gì mẹ giấu con phải không? Sao mỗi lần nhắc tới cha con là mẹ khóc mà? Mẹ nói rồi, cha con họ Lê, làm nghề kiếm củi, bị ma rực bắt mất. Như sao hồi đó mẹ nói cha con bị bệnh mà? Hồi đó con còn nhỏ, có cần thiết phải nghe mấy chuyện kinh khủng vậy không? Dù sao người cũng đã chết rồi. Nè, con làm cái gì vậy? Trộm, con đi đâu đó? Con đi vô rừng giết chết yêu tinh, trả thù cho cha con. Đừng có tào lao nữa, lo mà tu học đi, đừng có cãi lời ông Tư. Con sẽ trả thù cho cha. Chóp, chóp, chóp. Chẳng tin đâu, xuất hiện đi.
Ta sẽ giết ngươi, trả thù cho cha ta. Ngươi đâu rồi? Ra đi, đừng có trốn nữa. Ra đi, chẳng tin đâu. Ngươi đâu rồi? Ra đây đi, ngươi đâu? Chẳng tin, ngươi đâu rồi? Yêu tin, ra đây. Ngươi đâu rồi? Không ra đây đấu với ta nè. Hả? Ta phải trả thù cho cha của ta. Mày trốn ở đâu? Ra đấu với ta một phen đi. Ngươi ở đâu? Ra đấu với ta nè. Hả? Nhà người yêu tin mà cũng sợ con người nữa hả? Hả? Ta không sợ ngươi thì thôi, tại sao ngươi lại sợ ta? Hả? Ra đây đi, đừng có trốn nữa. Còn ra đây đấu với ta nè. Yêu tin, đâu rồi? Cái đồ ồn ào này ở đâu ra tự nhiên phá giấc ngủ của ta? Biết nhà ngươi là yêu tin, mày dám giết cha ta? Cha mày là ai? Cha ta họ Lê, vô rừng đốn củi. Vô rừng mà không đốn củi chứ làm gì? Đồ ăn của ta toàn bộ là tiều phu, nhưng mà bữa nay coi bộ có thêm một thằng khùng tự dưng nạp mạng nữa. Tình khốn kiếp, ta sẽ giết mi. Sao ngươi còn muốn đánh nữa không? Thôi ta nghĩ vậy, để đỡ mất thời gian, ngươi đã bán cho ta. Nào vô. Thôi. Cái gì? Chạy. Cái đồ nhát gan. Nhưng mà ngươi chạy thoát tay không? Tới giờ đâu có thấy mặt con Trần đâu. Hôm nay thấy nó rồi mới biết là nó giữ như Trần. Mau lại đây, ta sẽ ăn thịt ngươi. Không thoát được đâu. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Kìa, ta không biết có phải ta ăn thịt cha của ngươi không, nhưng mà bữa nay thì mày chắc chắn là bữa chó của ta. Cảm ơn người đã tự nhiên hợp mẹ. Người là ai? Người không cần biết ta là ai. Ta đã thả cho ngươi nhiều lần rồi. Giết chàng trai này, bữa nay coi như số người đã tận. Ông hay vậy? Hôm nay con tưởng con chết rồi chứ. Muốn phục thù thì võ nghệ phải cao cường, con phải biết chọn đúng thù đúng mạng. Dạ, con đúng là hồ đồ mà. Con đa tạ ông đã cứu mạng con. Đa tạ ông. Nhưng mà ông là ai? Sao lại cứu con? Ta là ai? Con không cần biết. Nhưng ta có vật này tặng cho con. Đây, con hãy cầm lấy chiếc cung này mà lo luyện võ nghệ, rồi sẽ có ngày dùng tới. Đa tạ ơn con. Đa tạ ơn con rất nhiều. Hãy nhớ lời ta dặn luôn ha. Dạ. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, cái gậy đẹp quá. Con chiếc gậy này rồi, ta sẽ quyết tâm học võ, giết hết yêu tinh, trả thù cho cha ta. Người đó chạy lẹ đi, chạy lẹ đi.
chạy đi. Chẳng tính cho ta hả? Ta sẽ cho người biết thế nào là cái cô của ta. Chà, người con nhỏ hả? Thịt người cứng lắm đây. Khoan, cái gì? Người là yêu tinh mà người chơi hèn quá vậy? Ta hèn chỗ nào? Người dẫn theo đồng bọn của người nữa. Đồng bọn đâu? Kìa. Người đánh lén ta. Ta đánh lén người nào? Mới đánh nàng. Tại vì ngươi chưa hẹn quá. Ta hẹn chỗ nào? Đồng bộ của ngươi kìa. Đồng bộ đâu? Đó. Ai à? Ngươi dám đánh lén ta một lần nữa hả? Tại vì ngươi chưa hẹn. Ta hẹn ở đâu? Ngươi dẫn theo đồng bộ của ngươi. Đồng bộ đâu? Kìa. Lần này ngươi đừng hòng gạt ta. Ngươi đã gạt ta hai lần rồi. Lần này ta không dễ bắt lừa nữa đâu. Ta nói thiệt. Ngươi kìa cái gì? Đồng bộ ngươi kìa. Ngươi gạt ta hả? Đó. Ta làm gì có đồng bộ? Bây giờ ta mới phát hiện ngươi là con chằn tinh vừa lé mà vừa xấu nhất thế gian này. Từ từ thôi, mắc nghẹn đó. Con đói quá mà. Với lại con vừa mới giết chằn tinh xong, mày phải để cho con ăn mừng chứ. Lúc nào cũng ăn ăn, không biết chừng nào mới thành người được đây. Con nói mày không ra ngoài coi, người ta còn công kênh con trai của mẹ lên nữa đó. Ăn nhanh đi, rồi vô gói ghém đồ đạc về quê thôi. Hả? Quê gì mẹ? Quê mình. Đây chỉ là chỗ năm xưa mẹ trốn. À, mẹ dẫn con đi trốn cái nghèo thôi. Bây giờ con lớn, mẹ đã già rồi. Mẹ muốn trở về nơi năm xưa cha con mất. Bốn năm trời nằm gai nếm mật, chiêu binh mãi mã, cuối cùng cũng đã có kết quả rồi. Giờ sức quân đủ để tiến vào kinh đô, giết tên bảo chúa, khôi phục ngôi báu trả lại cho cửu dương. Nhưng mà ta cần chọn ngày lành tháng tốt. Chúng ta chủ đích phục dương thì phải tìm ra con cháu của cửu dương đứng ra bảo chứng để bố cáo với bá tánh. Nếu không cũng sẽ lại mang tiếng tím quyền. Danh có chính thì ngôn mới thuận. Phải tìm ra người đó. Khổ nổi, theo ta được biết, năm đó tên tím dương lãnh nhổ cỏ tận gốc, đã giết chết không nương tay tới tận họ hàng chính đời của cửu dương.
chị e là không còn ai sống sót. Hay là cứ cho quân lính đi dò la, may ra còn sót lại một người. Ừ, được. Mệt quá mẹ ơi, khát nước nữa. Hay là mình kiếm quán nước đâu đó, mình vô mình ngồi nha mẹ. Thanh niên trai tráng gì mới đi có chút xíu mà đã thân mệt rồi. Con nói giỡn thôi, con chỉ lo cho mẹ thôi. Mẹ có mệt không? Hay là mẹ lên lưng con cõng mẹ nha. Nè. Thôi đi ông tướng, nhiều trò quá hả. À, phía trước có quán nước kìa, đi lẹ tới đó rồi nghỉ. Dạ, mình đi đi mẹ. Dạ, mời quý khách. Mời quý khách ngồi ạ. Dạ, sao tôi nhìn thấy quen quen? Chị Tuất phải không? Em là cô hàng rượu nè. Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Bao nhiêu năm rồi, lâu quá. Còn đây là... Dạ. Con em, tên Chổn. Dạ. Tại vì cha của nó mới mất, cho nên em đưa nó về quê. Kì mẹ, cha con. Vậy tốt rồi, thôi hai mẹ con ngồi đây đi nha. Để tôi vô tôi nấu gì cho ăn ha. Dạ, cảm ơn chị. Coi như là lần đầu tiên về quê tôi mời ha. Vậy thì hay quá. Mẹ ơi, mình vô ngồi đi, con đói lắm rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đây nha, tôi vô tôi làm nha. Dạ, cảm ơn chị nha. Đúng là đi đâu cũng không bằng quê mình. Dạ. Quán xá gì mà không có một người khách. Ê, muốn chết. Còn ba cái đồ này nữa, ngày hôm nay mà không bán hết á, chắc bỏ luôn quá. Mà thằng Chổm này sáng giờ sao không thấy mặt mũi nó đâu ta. Mà cũng công nhận, thằng này mà nó mở hàng đắt khách dễ sợ luôn. Bữa nay ngày gì mà vắng khách quá vậy ta, không thấy một người khách nào tới nữa. Quán thì ế ẩm, không biết cái thằng Chổm nó đi đâu mà không chịu ghé nữa. Ê, Chổm, Chổm. Ủa, Chổm. Trời ơi, dạ? Đi đâu vậy? Vô đây, ngồi vô đi. Đây, quán cô ế quá. Dạ? Trời luôn à. Cô ơi, cô, trời ơi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cô phải để cho con về nhà ăn cơm với mẹ đi, chứ. Đi vô một chút xíu. Trời ơi, chú đi, qua bả nữa. Qua đi, dạ, nhanh lên. Qua đi, qua tôi đi mà. Nhanh lên, đi qua bả nữa. Qua tôi đi mà. Tao cho mày ghi sổ. Hả? Hồi sáng bên bà rồi, bây giờ qua bên tôi thôi. Đi chọn. Thôi. Nghe lời tôi quá. Bây giờ, từng người một, lần lượt, được hết á, được chưa? Mà nè, mày trả cho cô một chút ít đi. Nợ của mày ghi ba sổ đầy rồi đó. Đi. Đã nói khi nào người ta phất lên người ta trả cho. Bây giờ cô sợ con quỵt đúng không? Con nghỉ ăn luôn. Qua tôi đi. Mở hàng cho cô đi, từ trưa giờ ế quá nha. Rồi nha. Rồi. Bây giờ con cứ vào quán, con mở hàng cho cô. Khi nào có tiền trả cho cô cũng được ha. Ê, vậy ha. Đó, hai người về đi nha, nó ăn quán của tôi rồi. Con cho nó vô đi. Đi đi đi. Xong quán bà cho nó qua quán tôi đó nha. Rồi rồi rồi. Nhớ nha. Đi đống củi đây. Mẹ cứ nhà ăn cơm đi, đừng chờ con nha. Sao không ở nhà ăn cơm, cứ lê la hàng quán hoài vậy? Con có muốn như vậy đâu. Tự nhiên họ nói con là nhẹ vía, vừa thấy mặt con là họ túm con lại kêu con vô ăn à. Ngu gì con không ăn hả mẹ? Cứ ăn thiếu lu bù, rồi nợ chồng nợ chất, lấy đâu mà trả. Thế nào con cũng có ngày phất lên thôi à. Trả một lần luôn, mẹ yên tâm đi. Làm gì phất? Kiếm củi hả? Nói liều. Con cũng không biết nữa, nhưng mà chắc chắn có ngày con sẽ phất lên thôi. Có manh mối gì không? Dạ thưa, thuộc hạ đã cho quân lính về các làng xã xa xôi để dò la tin tức, nhưng không có manh mối gì. Chắc là hoàng tử, công chúa hay hoàng thân quốc thích đều bị xử trảm. Chắc là không có hy vọng gì. Ê,
đây, rượu đây, rượu đây. Dạ. Chúc quý khách ngon miệng nha. Trời ơi, dĩa của trộm có khác ha. Ghé vô ăn một cái khách tới nườm nượp. Thiệt là may mắn quá ha. Ưu ái lắm mới ghé hàng ông thường xuyên đó nha. Ghi sổ cho tôi. Trời ơi, tôi nghe nói các quán ở đây á, sổ của trộm mà chất lại á, trồng lên cao thì cao như là cây tre vậy đó. Ta nói khi nào ta phất lên ta trả cho mà. Lúc đó hả, còn tre nhầm nhò gì, còn núi tôi cũng trả hết luôn á. Ô, trộm nhớ nha, khi nào mà trộm có tiền á, nhớ trả hết cho tôi đó nghe. Ông chủ, gà chín chưa vậy? Có liền, chờ chút, chờ chút. Lẹ lẹ. Vậy đi mà lo đi tìm thiên tử. Dạ bẩm, cho hỏi ông là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Thiên tử ra đời lâu rồi mà sao không chịu đón về, còn chờ gì nữa? Thiệt là có thái tử ra đời hay sao? Xin ông hãy nói cho con biết thái tử đang ở đâu. Đi về phía tây, ở dãy Hàng Cơm, ngày thìn giờ ngọ, mà hễ thấy rồng đen quấn cọc thì đích thị chính là thái tử. Ủa ông ơi, ông lão, thái tử đã đợi thiệt sao? Lính đâu? Dạ. Dạ, bẩm đại tướng gọi con. Gọi phó tướng cho ta. Dạ. Thưa chủ soái, là dãy quán phía tây này. Ta cũng nghĩ vậy. Chờ xem. Rồng đen quấn cột. Mày nhậu hoài từ sáng tới giờ chưa xong nữa hả? Mày về đi, má mày đang trông mày đó. Chưa no sợ gì hết, về gì? Ê, trông. Là đây, tao nói mày nghe cái này nè. Hả? Ừ. Mày nhìn thử coi, mấy cái người vô quán sao? Mình đó là ai? Mày có biết ai không? À, tao mới vừa thấy mấy người đó, tao gọi điện cho mày ấy. Ông nói hai ông đó đó hả? Ừ. Hình như là họ không phải kiếm đồ ăn đâu, không có vô quán đâu. Cá không? Cá thì cá. Rồng đen quấn cột, không lẽ sắp có phép lạ ở đây? Giờ này là đúng ngọ, rồng đen quấn cột đâu không thấy, chỉ thấy cái thằng đen thui như ông Táo ôm cột ngó ra. Quán xá thì vắng tanh vắng ngắt. Nè nè, mày nghe hai người đó nói gì không mày? Tôi nghe được, tôi chích liền đó. Có lẽ do ta thần hồn nát thần tính, ban ngày quá nóng lòng ngóng tìm hậu vệ của cụ Dương nên đâm ra mộng mị. Về thôi. Dạ. Đó, trộm nó có sai đâu. Hai ông đó không có kiếm đồ ăn nên không vô quán rồi. Hai người giàu có như vậy mà keo kỳ không dám vô quán ăn luôn mày. Vậy tao thua hả? Chứ gì nữa. Tôi nhậu tiếp đây. Nhưng mà nè, ghi sổ cho tôi nha. Nữa ghi hoài à. Vậy đi, hãy vậy đi. Lại là ông lão sao? Ta đã bắt mất ngươi, thái tử đang ở đâu? Sao ngươi không chịu đón về? Dạ, con nghe lời tới dãy quán phía tây, nhưng không thấy rồng đen quấn cột. Con cũng nóng lòng đón thái tử về cung lắm rồi. Xin thần chỉ giúp dùm con. Thôi được, ngày mai ra ngoài sông, thấy ai đội mũ sắt cởi thuyền rồng thì đích thị là thái tử. Dạ bẩm chủ soái,
bến sông này vắng quá, một ngày chỉ có 2-3 chuyến đò. Ta nghĩ làm sao trùng hợp dữ, nhưng không hiểu sao vị thần nhân đó nói đúng y chang những chuyện ban ngày, như có ai bí mật theo sau mình vậy. Thuộc hạ nghĩ cùng lắm nếu như mình không tìm được con cháu của cụ Dương thì mình cũng tiến quân chiếm thành thôi, để lâu lính tráng chồn chân mỏi gối, cũng đành vậy thôi. Chắc đây là chuyến cuối cùng. Ủa, trời đã nắng sao mưa đột ngột vậy? Mời chủ soái. Ông trời già, trời gì kỳ vậy? Đang nắng chang chang tự nhiên mưa làm sao? Mưa vậy làm sao người ta né kịp? Lần sau có mưa nhớ báo sớm nha ông trời già. Tôi mượn cái này nha. À, trời mưa mà đỡ cháu gan, không sợ trời đánh hả cha? Trộm ở đây mà sợ gì? Đi với trộm là không sợ trời, không sợ đất, không sợ cái gì hết. Ủa gì kỳ vậy? Mới mưa cái ào tự nhiên tạnh rồi. Nè, cảm ơn nha. À, ủa, hai ông này đã gặp ở đâu thấy quen quen ta? Lúc trước gặp bên hàng đúng không? Hai ông đi tìm ai mà hành tung lúc nào cũng lắm la lắm lét, y chang như là ăn trộm vậy. Hổn láo. Ông nói ai hổn láo đó? Biết ra nói chuyện với ai không? Đi về. Câm miệng đi, không nể gì này. Nãy giờ ta giết ngươi rồi. Đi kiếm thuyền rồng mũ sắt, ai dè gặp đò rách nát với cái thằng dở hơi. Cái gì? Ông nói ai dở hơi? Con đứng lại đi. Hai ông kia đứng lại đi. Nhớ nha, lần sau gặp trộm là trộm cho biết tay nghe chưa. Người muốn gặp thì đã gặp rồi, sao chưa rước về? Dạ thần nói làm sao chứ, con đã nghe theo lời thần chỉ, tới bờ sông chờ suốt ngày, nhưng thái tử uy nghi thuyền rồng mũ sắt đâu chẳng thấy, chỉ thấy một tên đưa đò, mặc đồ thì rách rưới, đầu thì đội chảo gan. Muốn đồ việc lớn mà nhìn người kiểu đó làm sao xử thành? Dạ ý của thần là ngày mai người đến quan âm phủ tìm người nào đi chữ đại trở lại cửu dương thì đó, đây là cơ hội cuối cùng của người đó. Đi chữ đại trở lại chữ dương. Đi chữ đại trở lại chữ dương. Có ma nào đâu mà đi đi lại lại chủ soái. Cứ chờ coi, ta nghỉ chân ở quán. Dạ, mời chủ soái. Chủ quán, cho một bầu rượu. Dạ có liền, có liền. Dạ đây, đây rượu đây. Xin mời quý khách. Cho hỏi cậu thanh niên đó là ai? Thằng trộm, người ở đây, nó là vô địch thiếu nợ. À, quý khách có cần gì cứ kêu nha. Cho tôi một mâm thịt nữa. Thịt ở quán, sáng giờ thằng trộm nó nhậu hết rồi. Tôi sẽ qua quán bên cạnh lấy thịt cho quý khách. Quý khách chờ một chút xíu nha. Cũng được. Giờ mời chủ soái. Nhìn là biết du thủ du thực, trôi sông lạc chợ. Thần nhân trách ta có cái nhìn thiện cận. Phải hiểu làm sao đây? Cả ba lần ta đều gặp đúng anh chàng này. Lần đầu tiên đứng ôm cột trong quán nhìn ra,
Lần thứ hai thì đổi cái chảo gang đi thuyền cũ. Mà khoan, nếu phải hiểu theo cách thoáng hơn thì rồng đen ôm cột, đầu đội mũ sắt, chẳng giống. Tướng ngũ chữ đại, thần nhân mách bảo đi chữ đại, trở lại chữ dương. Chữ dương, chính là người này rồi. Chủ soái nói sao, là thằng điên này hả? Thái tử, chạy đi thái tử. Chạy đi thái tử. Thái tử, nè, ngươi đừng làm càn nghe chưa. Hai người là ai? Tại sao lúc đầu ta không gặp hết vậy? Các người là ai mà hành tinh đáng ngờ, trinh trinh trọng trọng? Nói mau, không thôi ta đánh cho chết ngắt bây giờ. Thái tử, chủ soái. À, thì ra các người là băng lục lâm thảo khấu đúng không? Khai mau, không thôi ta đánh một gậy tan nát bây giờ. Ngươi câm miệng đi. Chủ soái à, sao ngươi lại quỳ trước mặt cái thằng khố rách áo ôm này? Ta khố rách áo ôm hồi đâu? Nhưng mà ta thắc mắc, tại sao ông này luôn quỳ trước mặt ta? Chắc là ngán cái cô của ta rồi chứ gì. Thái tử, kẻ hạ thần có mắt như mù, chậm thi lễ, mong thái tử tha tội. Ông nói chuyện với ai vậy? Ê, đừng có nói là có dông thái tử nào theo ta nha chưa. Thái tử đâu rồi? Dông nào đâu? Ta không giỡn nha. Thái tử ơi, ta không giỡn với ngươi nha. Thái tử ơi, ta không giỡn nha. Thái tử, mong thái tử đừng lo, xin hãy đưa chúng thần về nhà gặp bá mẫu. Ngươi đừng có khùng quá nha. Ta chỉ là thằng trộm, khét tiếng nhất là ăn thiếu khu này. Thái tử điện hạ cái gì? Mà nếu như ngươi nói ta là thái tử đúng không, con trả hết nợ cho ta đi. Chắc hẳn thái tử chưa nghe bá mẫu kể về hoàng thượng người cha của người. Cha ta họ Lê, làm nghề đốn củi, giờ bị yêu tinh trong rừng ăn thịt chết rồi. Hoàng thượng nào, xin hãy đưa chúng thần về nhà ra mắt bá mẫu, mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay thôi. Ở đây không có gì phải làm sáng tỏ hết á. Với lại tôi không có biết gì đâu, mấy ông đừng có hỏi mất công. Mày coi đó, hai ông này tự nhiên đâu ra kêu con là thái tử điện hạ này nọ, rồi kêu con dẫn về gặp mẹ nói chuyện nữa. Đó, mẹ nói một tiếng đuổi hai người họ đi đi. Ở đây không có thái tử công chúa gì hết, mấy ông đi đi. Nghe chưa, đi đi. Cười sợ cũng phải. Năm đó Tiếm Dương đã cho lùng sục tận diệt hoàng thân quốc thích, chắc người cũng đã phải chịu cực khổ trăm bề. Nước có loạn, bá tánh cùng khổ, đâu riêng gì mẹ con tôi. Căm hận bọn phản loạn Tiếm Dương, chúng thần là những mệnh quan của cửu triều, đang nhóm họp chờ ngày giấy binh phục thần, nhưng tìm mãi không ra hậu duệ của cửu dương để trao lại ngôi vua. Cũng may có thần linh mách bảo để chúng thần gặp thái tử đây. Có đúng là thần linh đã dẫn lối cho các ông không? Người cứ tin đi, thần linh đã báo mộng cho tôi 3 lần, tôi mới tin đây là thái tử. Mẹ, mẹ, hai người đợi chút đi, mẹ tôi vô lấy chỗ chạc đuổi hai người đi nè. Ấn tín của cụ Dương. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy ông đứng dậy đi, đừng có hành lễ như vậy, mọi người để ý đó. Năm đó chính mắt ta bụng mang già chữa, chứng kiến quân lính hạ sát cụ Dương, sợ quá cứ vậy nhắm mắt bỏ chạy. Ngài chỉ cho ta chỗ cất giấu ngọc này, ta đã tìm thấy nó và cất giữ bao nhiêu năm nay, nào ngờ có được ngày này. Mẹ, thì ra bấy lâu nay mẹ giấu con hả? Cục ngọc bự cỡ này nếu con đem đi cầm, bảo đảm mấy chủ hàng lé mắt luôn, quan thiếu thoải mái, không ai làm khó làm dễ gì con hết mẹ hả? Coi chừng cái miệng của con đó, làm thái tử rồi không buông tuần được đâu. Nhưng mà
mấy ông nói ngọc này là... Đây là ấn tín của cụ Dương, càng chứng minh đây chính là thái tử kế vị. Đa tạ nương nương, xin người cho phép thái tử, cho thái tử theo quân khởi nghĩa, ngày chiếm lại kinh đô, sẽ xin rước người về cung. Cung điện quả thật là huy hoàng. Cuối cùng thì ta cũng đã giành lại được ngôi báo, trả thù cho cha ta. Thần nghĩ thái tử hãy ngay lập tức làm lễ lên ngôi, để bố cáo cho bá tánh ăn mừng. Trả thù là một chuyện, làm vua lại là chuyện khác. Ta từ trước tới giờ ăn chơi không, làm sao biết gì mà bố cáo chứ. Bỗng, thái tử là con ruột của cụ hoàng, đương nhiên kế vị ngai vàng. Ta thì không biết gì, ta lo lắm. Bỗng, dưới vua còn có bá quan văn võ triều thần bàn cách. Biết là vậy, nhưng thực sự ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Ta sẽ hỏi ý trời xem sao. Ông trời ơi, nếu như người cảm thấy ta làm vua được thì hãy cho mây đen kéo tới, rồi tan nhanh cho ta xem nào. Tới đầu đê rồi đó. Chuẩn bị mà đâu. Mà mấy người chuẩn bị hết sổ sách chưa? Bà đâu mà sổ sách nhiều quá vậy? Bà có thêm cuốn nào không mà bà nghe nói? Tôi nói nè, chuyến này á có mở cửa cả kho bạc của nhà vua ra cũng không trả hết nổi nợ đó nha. Nhiều dữ vậy hả? Trộm mà. Trộm. Bà con trật tự, có chuyện gì mà bà con tập trung ở đây? Trả tiền đi, chộp. Trả nợ đi, chộp. Phạm thượng, ai cho các người gọi tên tục của hoàng thượng ra? Thiếu nợ của người ta thì phải trả. Đúng rồi, thiếu nợ có ghi trong sổ nè. Bẩm hoàng thượng, có một nhóm dân chúng đang chặn đường. Chộp, nhớ tôi không? Nè, được rồi. Phạm thượng, ai cho các người gọi tên hoàng thượng ra nữa? Tất cả mọi người trật tự, trẫm sẽ trả cho lần lượt từng người một, được chưa? Chộp. Tôi trước. Sao nhiều dữ vậy cô? Con ăn bao nhiêu cô ghi bấy nhiêu, có ghi thêm đâu. Được rồi. Bẩm hoàng thượng. Chuyện gì? Kiểu này sẽ không ổn. Hạ thần sợ lòng tham nổi lên, bọn chúng ghi thêm thì có mặt của núi cũng trả không xong. Không sao, đây là những người thân thiết của ta, ta rất hiểu tính họ. Chỉ cần trả đủ cho họ, lập tức họ sẽ ngưng thôi. Nhưng mà không ổn nữa rồi hoàng thượng. Có chuyện gì? Hoàng thượng nhìn kìa, dân chúng kéo đến quá đông. Trời ơi, bên này nữa nè, bên kia nữa. Cô, cầm lấy. Mọi người hãy trật tự. Những gì mà ngày xưa trẫm thiếu của mọi người, hôm nay trẫm sẽ trả hết. Bọn chủ nợ ỷ tình thân với vua, theo đòi ào ào. Vua cũng mở kho trả nợ đầy đủ, nhưng quan đầu triều thấy cảnh đòi nợ mất thể diện vua, đặt ra ngõ cấm chỉ để đặt ranh giới cấm lại gần vua. Vậy mới có tên gọi nợ như chúa chổm, và ngõ cấm chỉ còn đến ngày nay. Ăn đi, con gà cuối cùng trên ổ đó. Không lẽ là ta đã hết thời rồi sao? Thời chưa hết mà tiền thì hết rồi. Tôi biểu là ông nhận học trò đi, vừa có tiền đóng gạo, vừa có đứa đi ăn trộm về, có đồ cho mình hưởng lạc. Không nghe, hôm qua đã kéo một bầy lại xin học, đuổi hết không nhận đứa nào. Sao vậy? Đúng là đàn bà suy nghĩ nông cạn. Là sao? Nhận học trò thì cũng phải coi tướng, coi cẳng, coi chân nó đàng hoàng chứ. Với lại mình cũng phải làm bộ để tăng cái giá trị của mình chứ, đâu phải nhận bừa nhận bãi như vậy được. Cũng phải coi cái thằng đó nó có máu hay không. Nếu nó có máu thì một phần, nhưng mà nó phải dễ sai, như vậy mình mới ăn được chứ. Trời ơi, bà làm gì vậy?
Chồng tôi nghĩ xa đúng là không ai bằng. Công nhận hay. Tôi phải suy nghĩ hàng trăm dặm kìa. Nè, ăn đi. Dạ, chào thầy, chào cô. Con là Kế. Dạ, nghe danh thầy đã lâu. Hôm nay con muốn tới tầm sư học nghề. Dạ, con chào cô. Dạ, con chào thầy. Dạ, con xin tự giới thiệu, con tên là Mu. Dạ, thưa thầy, con nghe danh thầy đã lâu ha. À, nghe nói là ai vô đây thầy cũng có giò, có cẳng, chứ không phải là nhận bừa, nhận đại, đúng không? Thầy yên tâm đi, ha. Đối với con á, là thầy cứ ra thử thách nào khó nhất đi, cái con làm cái một à. Dạ. Chó học nghề, chó học nghề. Thôi, hai đứa ở đây học nghề ha. Dạ. Nhớ thu tiền nha. Dạ, sao thầy? Dạ thầy, à, không biết à, ngó bộ dạng của hai đứa con á, thầy ưng thằng nào ạ? À? Dạ thưa thầy, con á tuy lù đù, nói năng cục mịch, nhưng mà thầy nói sao con làm vậy, con sẽ cố gắng học không thua anh Mu đây. Còn giới thiệu là tụi nghe mắc cười rồi. Ta nói làm cái nghề này là phải nhanh tay lẹ mắt chứ lù đù làm được vậy hả? Từ lúc sào ruộng nhà tôi bị Hương Hào nó cướp mất, thì giặt câu, kiếm củi, làm thuê làm mướn, không cái nghề nào mà tôi không làm qua. Mà sao cái nào cũng được thời gian rồi chật vuột hết. Còn xin ăn á thì ngó mình đành lặng vậy ai mà cho. Chẳng đặng đừng còn cái nghề này. Dạ thầy, con xin thầy, thầy nhận giùm con, con cảm ơn. Làm cái nghề này nó vừa phải lanh lẹ, mảnh lì lợm nữa. Thầy, con như cũng thấy ngó cái bộ nó như nó không nổi. Thầy thấy sao? Nó nói đúng. Nhà ngươi á vừa thiệt thà, vừa chậm chạp, vừa khờ khạo. Ta e... E sao thầy? Ngươi chọn lầm nghề rồi đó. Lầm rồi. Dạ thưa thầy, con ngó bộ lù đù, nhưng mà được cái con không nề hà chuyện gì hết. Có nhiều việc con cũng ráng làm cho xong. Nếu thầy không chê thì cứ nhận con về chỉ giáo. Biểu con làm gì con cũng ráng làm. Nếu một lần không được thì con làm lần hai, lần ba, từ từ rồi cũng xong rồi thầy. Trời, con lại không? Con lại không? Cái nghề này người ta gọi là một phát ăn ngay. Ông nghĩ gì sao mà ông nói có lần thứ hai, thứ ba? Không lẽ ông ăn trộm, ông bị người ta bắt trong đây xí, cho em xin lại lần nữa. Khổ ghê, nói chuyện với nó mệt quá thầy. Dạ thôi, vậy nếu vậy con sẽ chào thầy, chào quên tôi về. Về đi. Đứng lại. Dạ. Ta nói không nhận hồi nào mà ngươi về. Tuy rằng ta không có nói là nhận hay là không nhận, nhưng mà để thử thách, tối nay hai ngươi sẽ quay trở lại đây rồi ta tính cho. Dạ dạ, con đã tạ thầy. Vậy tối nay hẹn gặp thầy ha. Dạ tối nay gặp lại nha. Dạ cho thầy con về. Trời, đây lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên con thấy thằng ăn trộm đi chân sáo. Trời trời, khổ ghê, thằng này nó làm lạ đời, ngược hơn người ta không thầy. Mà thầy nghĩ sao thầy nhận nó vậy? Tự nhiên sao ta thấy thích nó. Thích kỳ ấy. Nhà ngươi nghĩ coi, mày Mưu nó Kế không phải là trời sinh một cặp sao? Đêm nay con cứ đi với nó đi, thử coi nó làm ăn say sợ sao, rồi ta sẽ tính. Cái ông già này già quá lẫn rồi sao? Kén cá trộn canh đã đời, rồi đi nhận cái thằng Mưu vướng tay vướng chân, nguy hiểm. Vừa có chia chát, mình phải làm cho nó văng luôn. Một thằng ngu dễ sai, một thằng lanh xong kiếm ập bích, tụi đó thế nào cũng hốt ổ lắm. Làm xong tự động thằng này triệt thằng kia, mình khỏi động tay, khỏe. Tới nơi rồi đó. Bây giờ và hai đứa tự thân vận động nha. Dạ. Coi chừng lần đầu tiên mà bị bắt á là xui lắm á. Thầy, tự nhiên nghe thầy có chuyện chú xẻo. Nói vậy cho hai con đề phòng. Mờ là mờ hả? Thầy, tự thân vận động là sao thầy? Con sợ quá. Có cách gì hết sợ không thầy? Mày sợ quá thì biến đi, để tao nhắc ra như thổ đế. Có gì đâu mà sợ. Chủ nhà này á buông giải, mà là con gái ở quá, biết không? Đêm nay đi vắng, không có mặt ở nhà, chỉ có đứa con gái thôi. Mà tiền và vàng á để trên đầu giường á,
Bây giờ hai con vô lấy xong quăng ra cho thầy. Thầy đứng đây thầy đợi nghe chưa? Dạ dạ. Chết rồi anh bộ, tự nhiên tôi run quá, tôi đi không nổi luôn á. Mệt quá, làm cái gì run dữ vậy? Yêu mày đặt ra gió mệt không? Giờ làm không ha? Nếu mày làm thì theo tao, mà tao dặn trước nha, lỡ mà có chuyện gì á là mạnh nào nấy chạy thoát thân. Mày bị bắt mày khai ra mày giết mày luôn á. Anh mù đúng là có khiếu thiệt ha, đi ăn chợ mà không sợ chút nào hết trơn. Đi đi đi, nhanh lẹ lên, quá lẹ lên. Đi đi sau lưng tao nè, lẹ đi đi lẹ. Hoài la lên chi vậy? Thầy ơi, thầy la lên chi vậy? Trời ơi. Chạy chạy. Ôi, đau đau đau. Buông ra, buông ra. Trời ơi, chứ thích gì đi chứ. Đau đầu quá. Đừng có sợ. Năm mũi mới sợ. Còn đám tóc, mình chỉ cần cắt phăng đi là được. Năm mũi, năm mũi, năm mũi. Anh mù à? Tôi chạy không nổi đâu. Bây giờ tôi sợ quá, hai chân tôi quýu hết trơn rồi. Trời ơi, mày quýu cỡ nào mày phải chạy? Mày không chạy, tao tới là mày chết à? Mày chạy đi, chạy đi, chạy lại, lại. Mù, chạy. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Anh Trần, đứng theo. Chạy, đứng lại. Ôi, thấy tôi đây nè. Đâu rồi? Chắc qua bên đây rồi. Đây đi, đây đi. Bây giờ nè, tôi với ông qua đây nghe. Qua đây, qua hai người này. Chạy hướng này đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Gì nè? Thầy thấy không? Cái thằng ăn hại đó, nó không có được chỗ nào hết trơn. Nó sợ quá, hết chém về đây luôn rồi. Vậy là có một mình con lấy được túi vàng này đúng không? Đúng rồi, có mình con thôi chứ ai. Không những một mình con lấy được túi vàng mà con còn cứu nó nữa. Không có con hả? Nó bị con nhỏ chủ nhà túm rồi. Con giỏi quá. Mà thầy à, con thắc mắc vậy là thầy, sao tự nhiên thầy hô quán lên sùm luôn, trong khi là biết rằng tụi con đang cạn trống mà. Đó là phương pháp sư phạm của thầy. Vậy hả? Thử mà dễ quá thì sao gọi là thử, đúng không? Ta muốn coi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ai là người mưu trí, ai ứng phó lẹ hơn. Không phải bây giờ con tự tin hơn rồi sao? Tự tin rồi. Tự tin hơn rồi. Thầy thầy, nếu mà nói vậy á, thầy có còn nhận kế nữa không?
Con cứ đi cứu nó về đây đi, thầy tính cho. Hơi sức đầu cứu nó, cứ để nó trong đó cho nó biết sợ. Cái thằng ngó lù đù đó thì ra là mưu trí hơn mình. Ông già này mà biết được coi chừng mình bị loại. Phải tìm cách để loại nó trước mới được. Ai à? Anh Bu. Ủa cái bữa sao tự nhiên mày chú giống vậy? Tôi cũng biết nữa, hôm qua sợ quá tôi không biết sao tự nhiên chú vô đây được. Bây giờ muốn ra cũng không được, gai nhiều quá. Công nhận mày hay thiệt, chú được mà ra không được hay thế ghê. Anh lấy dao chặt mất mấy cây này cho tôi ra đi. Đúng rồi, bây giờ phải lấy dao chặt bớt mấy cái cây đưa mày ra mới được, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ý mà tao đâu có mang dao thôi đâu. Thôi bây giờ vậy nè, tao sẽ kiếm một cái gia đình này, tao tâm sự rõ ràng cái chuyện hồi tối với người ta, cái xong rồi tao mượn con dao tao chặt ra tao cứu mày. Hả Gia đình nào? Nhà quan huyện đó. Anh làm gì vậy? Anh tính báo quan hại tôi hả? Giỡn mày thôi, chứ dù gì mình cũng là anh em đồng môn mà, ai hại mày vậy, đúng không? Vậy là anh cũng sống có tình có nghĩa đó. Phải vậy chứ. Hay là anh về gọi thầy cứu tôi ra đi. Thằng trên đời này có thằng nào đi ăn trộm bị bắt xong rồi nhờ người ta cứu không? Chỉ có mày thôi. Mà mày biết không, mày mà nhờ thầy, mày biết thầy sẽ làm sao không? Thầy làm cách nào? Thầy làm như này. Bao người ta ăn trộm. Anh làm gì vậy? Ăn trộm. Làm gì vậy? Bắt cái gì bà con ơi? Ăn trộm. Cuối cùng nó cũng thoát được, hay thiệt. Ông cười cái gì? Mỗi khi á làm một vố đầu tiên thôi á là mấy đứa học việc bị bắt hết rồi, coi như mình hưởng hết. Còn kỳ này á hai thằng đó thoát hết rồi đó, tính làm sao giờ? Có sao đâu. Là sao? Trong hai thằng, thằng kế tuy khờ khờ nhưng mà rất là sáng ý và nhiệt tình. Thằng Mưu coi vậy mà tâm địa nó xấu xa, ghen ăn tức ở với thằng kế. Thế nào có một ngày nó sẽ hại thằng kế bị bắt. Cứ để hai thằng nó hại nhau đi, rồi mình ngồi giữa mình hưởng lợi thêm vài cú nữa. Nhưng mà kỳ này nó thoát nè, mình phải chia. Chia thì chia. Thôi mệt quá, bà để tôi tính cho. Nó tới. Anh tính đi nghe. Dạ thưa thầy. Thầy, con mới nghe anh Mưu á giải thích, vậy là cái liệu pháp sốc của thầy con mới hiểu. Cách của thầy á tuy độc nhưng mà hay thiệt. Nhờ vậy mà con mới biết trong lúc nguy biến á con không đến nỗi vô dụng. Phải rồi, mà công nhận á mày chạy cũng lẹ thiệt. Thì đúng rồi, trong 365 kế á chạy là thượng sách mà. Ở đâu ra 365 kế? Chà, người ta có 36 kế ông nội. Ủa vậy hả? Hai đứa coi vậy mà giỏi. Coi như hai trò nó qua được cái vòng sát hạch rồi đó. Đây, đây là phần thưởng thầy chia cho hai con. Dạ. Ngồi xuống đi con. Dạ. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Xe tay ra. Dạ.
Thầy, thầy cho con hả thầy? Có nhiêu đây hả? Vậy được rồi. Lão này chỉ dơ, công mình chết chết mà thí cho con đen vậy. Đang học nên thôi nhỉ, nhưng mình phải nhanh chóng thoát khỏi lão ta. Nè, dạ. Từ nay hai đứa sẽ liên thủ làm ăn, ráng làm được vài cú lớn nữa đi. Thầy sẽ cho hai đứa ra nghề. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Từ nay cha không phải làm gì hết. Con trai của cha đã kiếm được tiền rồi. Con làm gì mà có được nén vàng này? Cha, cha sao vậy? Lần đầu con trai của cha kiếm được nhiều tiền như vậy, đáng lý ra cha phải vui chứ. Sao cha lại nhăn nhó như vậy? Thì con làm nhiều thứ lắm, cái gì con cũng làm hết. Con làm được những cái gì? Thì ai kêu gì con làm nấy. Sau đó con gom góp tiền mới mua được cái nén vàng này. Cha, từ nay cha không phải lo gì hết. Cha muốn ăn gì thì cứ ăn, không cần phải tiết kiệm nữa. Con à. Dạ. Gia đình ta mấy đời là nông dân cơ cực, có đủ ăn là may lắm rồi. Con đừng mơ tới mấy nén bạc. Đằng này con có cả một nén vàng. Cha không cần biết con làm gì, nghe cha dặn, nghèo cho sạch, rách phải cho thơm. Làm gì thì làm, miễn sao tối đặt lưng xuống ngủ, không bị giật mình lúc nửa đêm là được rồi. Con nhớ chưa? Dạ, con biết rồi cha. Cha cứ yên tâm, con ngủ ngon lắm. Được chưa? Xin mời phu quân. Cảm ơn phu nhân. Không có chi. Nghe đồn hôm nay hai đứa nó đi mần ăn ở tiệm bạc, ban ngày ban mặt, ông có chắc nó làm nổi không đó? Phu nhân khéo lo, nổi á thì nó đem về cúng cho vợ chồng mình, còn không á thì tụi nó sẽ bị bắt. Ngày này nó lại vậy mà. Ngày xưa tôi cũng vậy thôi. Nghĩ cho cùng tụi này nó ngu thiệt, không bằng một gốc của ông ngày xưa có đúng không? Trời ơi, ông hồi đó nhớ không? Một thân một bình mài mò tìm cách ăn trộm. Trời ơi, nghĩ sao mà ăn trộm cũng phải đi học á, ngu thiệt là ngu. Nếu mà không có những thằng ngu như vậy thì tôi với bà đâu có ngồi không mà hưởng lạc. Nói vậy chứ không phải dễ đâu. Cũng có những cái mánh khóe mà tôi đúc kết được của mười mấy năm qua mới được chứ bộ. Bà cứ im lặng đi, để tôi tính cho. Thì em đâu có nói gì đâu. Nó tới kìa, tôi đi vô á. Dạ thưa thầy, bạc đây à? Dạ, dạ. Giỏi, con giỏi lắm. Dạ. Sao, mỗi lần đem chiến lợi phẩm về con thấy trong người đã không? Dạ dạ, đã thì cũng đã đó. Nhưng mà cha con cứ nghi ngờ hoài, cứ nghĩ con làm gì bậy bạ mới có được một thỏi vàng. Con phải nói xạo với ổng mà ổng còn không tin nữa. Đúng là cái thằng này. Vậy lần sau đưa cho ổng ít lại để ổng khỏi nghi. Thầy giỡn thôi. Bây giờ thầy có phi vụ mới. Ngồi xuống đi thầy nói chuyện. Dạ. Thầy có phi vụ mới muốn giao cho tụi con. Dạ, chuyện gì thầy? Trộm của người thường thì trộm rất là bình thường, trộm của dân trong nghề mới là hay. Làm được như vậy coi như con là vua trộm. Tối nay dọn nhà thằng Nhất cho thầy. Hả? Trời ơi thầy, cái ông Nhất đó là tướng cướp đó thầy, có nguyên một băng đảng ở trên sông luôn.
Con mà bị bắt là bị cắt cổ chắc đó thầy. Nếu con làm được thì con mới là người bản lĩnh. Nếu con muốn nổi danh vua trộm như ta thì làm đi. Thầy thấy con có tương lai với nghề, ráng đi con. Thầy, con có tương lai hả thầy? Ừ. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy, có hai thằng à, mà thầy nói nó là vua trộm, vậy con là vua gì? Ý của thầy á là hai đứa con một chín một mười, đâu có đứa nào thua đứa nào đâu, đúng không? Thầy, nếu mà thầy nói vậy á thì trong hai đứa con á phải có đứa hơn đứa kém để con biết giai thứ, đúng không? Lần này tụi con sẽ so tài với nhau. Tôi thấy không cần đâu. Anh á lớn tuổi hơn tôi, mặt cũng già hơn tôi nữa. Ừ. Anh cứ làm quên đi, tôi làm đệ. Không mày, ý tôi nói là tao muốn phân cao thấp là cao thấp trong nghề kìa. Nếu mà mày làm được cái vụ này trót lọt á, mà vượt mặt tao á, tao sẵn sàng bái mày làm huynh, còn tao làm đệ. Được lắm. Vậy thì hai đứa con hãy nghe đây. Ngôi nhà lớn ở phía tây cổng làng chính là nhà của thằng Nhất. Mà thằng Nhất lúc nào nó cũng ôm khư khư cái túi tiền vàng trong người của nó. Ngay cả đi ngủ nó cũng ôm. Bây giờ hai đứa con làm sao lấy được cái túi vàng trong người của thằng Nhất cho thầy? Đặc biệt lấy luôn bộ đồ nó đang mặc trong người cho thầy luôn. Ừ, lấy luôn bộ đồ hả thầy? Đúng. Lấy chi vậy thầy? Thầy mặc cũng có vừa đâu thầy. Ừ. Cái thằng nó khởi sợ. Chắc chắn là thầy mặc không vừa rồi. Thầy lấy cho con phải không thầy? Chuyện đó tính sao đi. Nhưng mà nói nghe, mày thấy có kỳ không? Mình á đem về cho ổng một túi ngọc, mà ngược lại ông bố thí cho mình vài đồng bạc lẻ. Mày thấy có tức không? Ý anh là anh chết đó hả? Chứ gì nữa, tao thấy giống như là ổng đang lợi dụng hai đứa mình á. Tôi á thì thấy đâu có gì đâu. Hồi xưa đi làm cực khổ biết bao nhiêu, còn bị người ta mắng chửi nữa, mà đâu có nhiều tiền như bây giờ. Tôi thấy như vậy là tốt lắm rồi. Chỉ có một cái, sao cha tôi không vui. Rồi tối ngày hỏi là tiền ở đâu ra hoài. Rồi mày nói với ổng sao? Thì phải nói xạo chứ sao. Cha tôi mà biết tôi làm nghề này á, chắc tự tôi luôn. Còn anh thì sao? Tao thì tao quan tâm. Nói chung là có tiền đỡ hơn chết đói, đúng không? Ông muốn sống một cuộc sống giống như ông thầy mình đang sống vậy đó. Nếu mà giàu hơn thì càng tốt. Tôi cũng chẳng biết sao nữa. Thôi tôi về thăm cha đi. Tối gặp lại anh sao ha. Nhớ đúng hẹn ngang. Tôi biết rồi. Cái thằng không biết nói dại hay là nó khờ nữa ta. Cha đang sửa cái nơm cho ai vậy? Cha sửa nơm của nhà, để ngày mai cha đi đơm cá. Nếu mà cha ở nhà buồn thì cha đi nơm cá cho vui thôi. Còn dư cá nè, cha mang cho bà con hàng xóm ăn đi. Chứ không cần phải làm cực mà đội mưa nắng như vậy nữa đâu. Nhà mình bây giờ đâu có thiếu đồ ăn. Cha, hôm nay con mang thêm tiền về cho cha nè. Cha cứ xài hết đi, hết con sẽ đưa tiếp. Kế à? Dạ. Gần đây cha nghe thiên hạ xôn xao đồn rằng con hay qua lại nhà thằng cha trộm thóc ở xóm trên, đúng không? Dạ. Chuyện đó thì dạ tại vì lão đang nhờ con sửa lại cái mái nhà nên con có ghé qua mấy lần. Có thiệt là như vậy không? Dạ thiệt. Vậy còn cái số tiền vàng thỉnh thoảng con đem về cho cha có liên quan gì đến chuyện này không? Dạ không. Con nói thiệt mà cha. Cha, cha cứ cầm lấy số tiền này mà xài đi. Bây giờ con phải đi bàn chuyện làm ăn với một anh bạn rồi. Cha ở nhà nha, con đi. Cha cứ việc ăn cơm trước đi, không còn chờ con đâu. Kết. Giỏi, hai con giỏi lắm. Kỳ này hai con giỏi lắm. Dạ. Y như thầy ngày xưa vậy đó. Dạ. Nè, uống đi, chúc mừng hai con. Vô. Giỏi lắm, khá lắm.
Thầy, nếu mà nãy giờ thầy khen tụi con nức nở vậy á, vậy à, tụi con ra trường được rồi thầy ha. Mới có khen mấy câu thôi mà lại đòi ra trường rồi. Chưa đâu con. Dạ. Còn nhiều cái bí quyết lắm, để từ từ rồi thầy chỉ thêm cho. Dạ. Dạ. À, bây giờ có một cái ví dụ mới. Đề bài kỳ này là hai đứa tự động kiếm mối. Thầy khỏi chỉ. Trời, sao thầy làm khó tụi con quá vậy thầy? Tụi con biết mối đâu mà kiếm. Đúng rồi thầy ơi. Thú thật với thầy á, là con của con á, nó bệnh nặng lắm. Con đang cần số tiền lớn để nhờ thầy thuốc thang chữa bệnh cho nó. Nếu mà tụi con làm theo cái đề bài như thầy nói á, là tụi con tự kiếm mối. Vậy thầy cho tụi con á, khi nào kiếm được á, cái mình chia đều. Con thì sao cũng được thầy. Được thôi. Muốn gì thì thầy chia dạ. cho. Ngay cả các con muốn ra trường, thầy sẵn sàng cho các con ra trường. Dạ. Dạ. Nhưng mà thầy chỉ lo một điều là không có thầy bảo kê, lỡ mà dính vô cái bọn chức việc thì thầy e là dạ khó à. Cũng lộ mặt rồi đó. Anh nói gì vậy? Còn gì nữa? Tao mới vừa thử cái chuyện con tao, ổng cặn nhằn không giúp ha. Rồi ổng còn nói á, là nếu mình ra riêng á, ổng kêu lính bắt nữa, mày thấy không? Thầy kêu lính bắt mình sao? Nhưng mà mình đâu có kêu ra riêng đâu. Trời, mày ngu quá. Bây giờ vậy nè, mày nghe tao bàn nè. Cái phi vụ này là tao với mày á, mày với bớt, mày hiểu không? Tức là không đưa thầy sao? Tao muốn trộn trọt mày quá. Ý là tao nói hai đứa mình chia đôi, hiểu không? Kệ lão đi. Tao nói nghe, tao biết được nhà Phú Hộ Thăng giàu lắm, đêm này xử luôn. Vậy là đêm nay luôn hả? Thế quyết định gì đi hả? Được rồi, để lần này tôi nghe anh xem sao. Thôi vậy nha, tôi đi trước, có gì tối gặp. Không có phải quý quá gì mày đâu. Tại vì cái nhà đó nhiều gia nhân với chó dữ, nên nhờ mày đánh lạc hướng cho tao chạy thôi. Còn bao nhiêu của cải hả? Tao cơm, tao chuồn. Không có thầy, không có bạn với mày. Nhiều vậy làm sao mang ra ngoài được? Giờ sao? Được rồi, để tôi tính. Nè, gì vậy? Anh giữ tay nãy này đi. Anh ra ngoài nghĩa địa chờ tôi đó. Ra đó anh mở tay nãy này ra, anh tự khắc sẽ biết làm gì, hiểu không? Trong này có đồ để dùng hả? Đúng vậy. Kêu tao ra nghĩa địa chờ hả? Chỉ có như vậy mới lấy đồ được thôi. Mày cẩn thận nha, tao đi trước á. Đi à. Đi. Cẩn thận. Rồi. Cẩn thận nha.
giải tội nghiệp phù hộ cho gia đình của con. Không hiểu sao lâu nay vợ con nó bệnh hoài, đi biết bao nhiêu thầy lang rồi mà nó cũng không hết. Mong tội nghiệp phù hộ cho gia đình con, giúp đỡ cho gia đình con. Nếu mà vợ con hết bệnh, con sẽ cúng con heo. Dạ, con cảm ơn tổ. Ai đó? Đứa nào vậy? Hồn nào? Dạ xin lỗi, dạ đây là ai vậy? Thần thánh hay là ma quỷ? Nói chung là ai đi nữa cũng đừng có hại con, cũng sợ lắm. Ta chẳng phải ma quái hay thánh thần. Dạ. Mà ta không phải ai xa lạ. Ta chính là ông tổ của ngươi. Người mà ngươi vừa thắp nhang cúng bái xin xỏ này nọ đó. Dạ được. Dạ. Dạ con lại ông tổ. Dạ gia đình con có gì sơ suất. Mà ông về, ông về cũng sợ lắm ông ơi. Sơ suất gì à? Ta đang tức giận đây nè. Dạ. Giờ mà cứ còn hỏi nữa. Dạ ông giận gì vậy ông? Vì gia đình con cũng nhang khói đầy đủ cho ông hết rồi mà. Thì mà chính vì đêm nào nhà ngươi cũng nhang khói nghi ngút, khiến hồn ta không thể nào siêu thoát được, nên cứ quanh quẩn ở trong ngôi nhà này. Chính vì vậy âm khí quá nhiều đã gây nên bệnh của vợ nhà ngươi. Nếu như dạ ngươi muốn vợ nhà ngươi khỏi bệnh, dạ thì làm cái lễ đưa ta ra mồ. Dạ được. Nói vậy là bao lâu nay ông lẩn vẩn ở trong nhà con hả ông? Dạ được rồi. Dạ để con làm lễ con đưa cho ông đi liền. Được rồi, ta thích mấy cái đồ ở trong tủ này, đem hết đi cho ta. Dạ. Nghe không? Dạ con làm liền. Ôi kỳ vậy, tự nhiên biểu mình ra đây sớm chờ chi không biết nữa. Không biết nó có ra không trời. Sao mình ngu vậy ta? Tự nhiên ra đây trước đãi mũi à. Đã vậy nó nói trong tay nãy này có đồ nghề, phải vậy không ta? Thôi kệ, ngồi đây đợi nó coi sao. Dạ thưa ông, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Dạ bây giờ con chỉ cần gom đồ trong tủ nữa là đủ rồi. Được rồi. Dạ. Ta ra đây. Dạ. Ôi trời ơi. Ta cấm ngươi. Dạ. Không được nhìn thẳng vào mặt ta, nếu không ta sẽ phạt đó. Dạ. Ta ra ngoài đợi đó. Dạ. Trời ơi. Ông ơi, ông kìa, thấy ghê lắm. Vô đây làm gì ông? Lẹ lên, ông tổ mở. Có theo liền. Ông tổ ơi, ông tới chưa? Sao tự nhiên ông ra cái đĩa ấm khí quá chừng, sợ quá ông ơi. Các ngươi đừng có sợ, cứ từ từ, để ta gọi bà ra nói chuyện với các ngươi. Còn ai nữa vậy ông ơi? Bà ơi, ra đây cho con cháu nhìn mặt nè. Bà hãy hiện lên đi. Ông ơi, hai người đứng đó, để vợ ta chọn một đứa xuống dưới phụng dưỡng cho bà. Công nhận của bà thiệt chứ, từ nhà lão ấy ra đây cũng xa. Mắc cười quá. Công nhận với tụi nó chạy mệt mà đã quá. Quỳnh thấy không, ta nói rồi Quỳnh phải tin ta chứ. Không nha, công nhận nha, kế sách của ngươi hay thiệt, phải công nhận. Nói chứ, gom đồ lẹ đi vậy. Ở đây ngồi nó ớn lạnh sao á. Đúng rồi, ta cũng thấy ớn lạnh quá. Đi. Ừ. Cái bản đồ này mình về cái anh em mình âm thầm chia đôi. Ta nói kỳ này vô bánh. Đi.
Trời ơi, là ông tổ, ông là ông tổ. Con không ngờ ông tổ lại có thiệt à. Con là ông tổ à. Ông tổ đừng giả, con chỉ muốn lấy đồ người ta nên con giả dạng vậy thôi. Con không muốn xúc phạm gì ông á. Ông tha cho con đi, ông tha cho con đi mà. Tha cho con đi. Ui, sao giọng ai nghe quen quen vậy ta? Ta nè. Sư phụ. Quỳnh, làm gì vậy? Quỳnh bóp cổ của chừng chết thầy đó. Trời đất ơi sư phụ, mà sư phụ ác quá. Sư phụ biết ta sợ mà, mà sư phụ đành lòng nhắc mà. Xem chung sư nữa, đã tìm chết luôn. Cho bỏ cái tật. Sợ mà, mà đi nhắc mà người ta. Sao? Hai con tính qua mặt thầy ăn trộm một mình hả? Đem về nhà tao tính. Tao biết rồi, lão bợm già đó giả bộ dạy mình, sai tụi mình đi kiếm ăn cho vợ chồng lão thôi. Tao với mày hố rồi. Chứ giờ phải làm sao anh? Mình kiếm cách đánh lẻ được lúc nào hay lúc đó, rồi từ từ chay mình kiếm cách mình chuồn, hiểu không? Vậy đi, nghe lời tao đi ha. Mày có thấy cái túi tiền của ông lão đâu? Dắt ngay quần đó, thấy không? Thấy. Bây giờ vậy, tao với mày tìm cách trà trộn vô đó. Mày giả bộ mày kim cách, mày lưng la vô mày nói chuyện, còn tao lấy túi tiền, được không? Được. Làm. Để coi ai lấy được gì chia ra. Ừ. Dạ. Ui, dạ. Cá bán sao vậy anh? Anh mua hết đi, tôi bán rẻ lại cho. Chú tính mua hết mớ cá này hả? Mua hết thì ăn không hết, mà mua nữa thì hội không bán. Công nhận trái ngon quá ha, tuyệt đối luôn. Hay là bây giờ mình mỗi người mua ít đi, chia nhau ra, ai lấy được nhiều lấy. Dạ. Thôi giờ cậu bán mỗi người nữa ha. Dạ. Anh để cho tôi một con đi. Trời đất ơi, cái túi tiền tôi đâu rồi? Ủa mất tiền hả? Cái thằng này hồi nãy nó đi chung nè. Đứng lại, thằng kia đứng lại. Tôi đâu biết hắn lại đâu. Nếu mà là đồng bọn á, tôi phải đi chung rồi chứ. Anh không lấy thấy đi chung rõ ràng mà. Trời ơi. Nữa. Thôi chết tôi rồi. Trời ơi, tiền để kỹ bệnh cho vợ mà bây giờ bị mất hết rồi, biết làm sao đây? Ông trời. Đúng là loại người chỉ biết sống trên mồ hôi nước mắt của người khác thôi mà. Trai tráng cao to như vậy không chịu đi làm ăn, chỉ biết trộm của người khác. Đồ ăn cướp, mất lương, đồ mất lương. Người ta già cũng không tha nữa. Chết tôi rồi. Con nói thật cho cha nghe, có đúng như vậy không? Cha đang nghe đầy hai cái lỗ tai rồi đó. Cha, con đang định mua cá về nhà. Con biết hồi này cha đang đơm cá, con đem cá về nhà làm cái gì? Vợ người ta đang bệnh hoạn, con lấy hết tiền của người ta, lỡ người ta chết thì sao? Cha, con không có. Con, nếu cha không tin á, cha cứ khám người con đi. Nếu có đồng nào á, con đi bằng đồng. Công nhận hai đứa này nó khá thiệt các ông ha. Nhưng mà ê, tụi nó giỏi như vậy á, thế nào cũng đòi ra riêng đó. Giờ mình tính làm sao? Cửa gì ông nội? Tôi là thầy nó mà, làm sao mà nó ra riêng được với tôi hả bà? Sao ông dám chắc? Thằng Mưu, cái giả tâm của nó quá lớn. Trong khi cái tài của nó thì chưa theo kịp được cái giả tâm của nó. Nó sẽ tự đưa nó vô trồng bây giờ. Mà vô. Mà vô cô bác ơi. À, xem hàng cho chú em. Này nhiều cái. Chỉ 2 quan tiền thôi, rẻ lắm. 2 quan tiền thôi à? Khổ quá ông ơi, cho con ít bạc lẻ đi ông. Còn cái này, nhiều cái. Dạ, cũng 2 quan ông tiền. Dạ, cảm ơn ông. Mời ông chủ, vào lựa đi ông chủ. Chỉ có 2 quan tiền. Mấy cái món đồ này sao mình thấy nó quen quen vậy ta? Ông lão, ở đâu ông có mấy cái món đồ này vậy? Đồ gia truyền của nhà tôi. Vậy à? Mà sao ông lại thấy nó quen quen? Chuyện nó là như vậy.
Mấy hôm trước ở nhà tôi có xảy ra một chuyện lạ. Tổ tiên nhà tôi hiện về kêu gom mấy cái đồ này đem ra mộ cho ổng. Chắc có lẽ đồ giống đồ thôi mà. Làm gì có chuyện đó? Chắc của ăn trộm quá, mua vô xui quậy lắm. Tôi không mua đâu. Chú em à, anh ơi, không phải như vậy đâu. Anh ơi. Dạ cảm ơn. Dạ. Mua đồ đi chú em. Ông ơi, tôi á tuy thân tàn ma dại, tôi xin đồ ngay thôi, chứ đồ ăn cắp tôi không lấy đâu. Ông nhận lại đi. Đây là đồ của con mình đi ăn cắp. Giỏi. Dạ. Hai trò của thầy giỏi lắm. Dạ, dạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Không cần thầy phải chỉ dẫn mà hai con cũng làm được cái dấu này. Dạ. Giỏi giỏi. Thằng Mưu. Dạ. Nhìn con lỗi đời. Dạ. Nên cái mặt con già chát. Dạ. Mặt con già gần bằng thầy rồi con biết không? Còn thằng kế. Dạ. Coi vậy mà thông minh, đưa ra nhiều kế sách hay, dẫn dắt khéo léo. Con xứng đáng là làm huynh. Thằng Mưu, mặc dù cái mặt con già chát, con phải làm đệ thôi. Và bây giờ cái điều quan trọng thầy sắp nói ra với các con, thầy nói ra cái này thầy đau lòng lắm. Chuyện gì vậy thầy? Các con bây giờ cứng nghề rồi, tự lập được rồi. Các con xuống núi đi. Ở đây có núi đâu xuống. Ý thầy nói là ra nghề. Khổ thầy ghê luôn. Mà giờ con hỏi thầy nè, chưa xong gì hết là con cũng có công vậy. Con có công là con lựa chỗ, dẫn dắt. Nó chỉ đưa ra kế sách, nó sáng kiến, nó sáng ý về phút chót thôi. Cái tự nhiên giờ thầy phân nó hơn con, có phải thầy bị mặt con không? Dạ đúng rồi đó thầy. Ý con là tất cả là anh Mưu dẫn dắt hết, con có công cán gì đâu. Thầy cứ để anh Mưu làm huynh đi, con làm đệ. Chứ mặt con vậy làm huynh kỳ lắm thầy. Biết điều. Thầy không thể nào làm trái với lương tâm của thầy được. Biết làm sao? Thầy chỉ nhận định theo thực tài của mỗi đứa thôi mà. Thầy cứ vậy hoài. Nếu thầy nói vậy đi, thầy nói con thua nó đúng không? Bây giờ coi như chuyện nó bỏ đi, cho con làm một vố nữa đi, rồi lúc đó mình phân định sao. Thôi được rồi, thầy chiều theo ý của hai con. Cho hai con một cơ hội nữa. Sắp tới làng có cung đình, chắc chắn là bọn trưởng giả gần xa sẽ đem tiền vàng đến cúng cho tổ đình. Quơ của nhà người ta lén lút trong đêm là đã khó rồi, đường hoàng lấy của làng trước mặt bá quan càng khó hơn. Và lộ ra sẽ bị người ta đánh chết. Đứa nào mà làm được thì đứa đó mới xứng đáng là vua trộm. Thấy chưa, mọi người vô kìa. Độc quá anh Bu ơi. Giờ làm sao đây? Chắc phải nửa đêm người ta mới về. Mày không nghe thầy nói à? Phải gom đồ trước mặt những người đó. À, mà ông nói mày là thằng mưu mẹo lắm mà, không giỏi nghĩ cách đi. Nhưng mà lần này lỡ bị bắt là người ta đánh chết luôn á. Bây giờ rùng quá, không nghĩ ra cách gì hết trơn. Mà sợ nhất là cha tôi biết được là tự tôi luôn á. Mày
Mày lần nào cũng giả bộ rung rồi này nọ mà lúc nào mà cũng giành thắng. Mày diễn với tao à? Đâu có, tôi nói thiệt mà. Chẳng qua là sợ quá cái khó đó lo cái khôn thôi. Bình thường tôi có làm gì ra hồn đâu, anh biết mà. Vậy là chắc là tao phải làm cho mày sợ rồi, đúng không? Hả? À, bây giờ mày muốn mày tự làm cho mày sợ hay mày muốn tao la làng lên? Thôi được con, để tôi thử. Thử đi. Nè, nhưng mà lần này không phải như mọi lần đâu nha. Mất mạng như chơi đó. Bây giờ anh đi vô trong đứng với mọi người đi, có gì tùy cơ ứng biến, giúp tôi một tay nha. Để đi, đi, đi lễ lên. Khổ ghê, không biết nói thằng này nó khờ hay nó khôn nữa. Thiệt tình. Kính thưa bà con, hôm nay là ngày cúng ông. Quan chức hội tề trong làng đã tụ về đây đầy đủ. Bây giờ chúng ta hãy thắp cho ông một nén nhang, để xin ông một năm làm ăn thật là suôn sẻ, an lành và gặp nhiều may mắn. Mời bà con. Có thần xuất hiện hả? Các người không được nhìn lên, hãy mau để đồ cúng lại và đi ra ngoài đi. Dạ dạ, đúng rồi, đúng là ông tổ đình rồi. Ông tổ đình hiển linh quá. Đứng lại. Các người có nghe không? Bước một bước nữa là học báo chết liền, nghe chưa? Thôi thôi, tất cả ra ngoài đi. Dạ dạ, nhanh lên nhanh lên, đi đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, ra ngoài đi, nhanh lên. Sao còn đứng đây? Xong đi đi. Yên tâm, trời ơi, tổ là bạn đồng nghiệp của tôi mà. Cái gì? Trời ơi, cả gan ha. Ông dám nói ông là bạn của tổ hả? Trời ơi, ông thiệt là phạm thượng. Ông không sợ tổ dặn họng ông học máu chết hả? Tại kia còn không ra ngoài, ta cho học máu chết chạy tàn chỗ bây giờ. Dạ dạ. Đi đi đi, tổ linh lắm, giật chết bây giờ. Thôi đi à. Thôi đi 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 đi. Kế, mày đâu rồi? Tôi đằng sau tủ thờ nè, đằng sau đi. Mày đâu? Đằng sau tủ thờ. Tủ thờ hả? Anh làm tôi muốn đứng tim luôn. Phải công nhận, mày giỏi thiệt. Tôi đã nói rồi, ông thần tổ linh lắm. Tôi nhớ rồi. Còn một thằng nó ở trong đó, nó không chịu đi ra. Trời ơi, không biết ông tổ có giật nó không nữa. Sao nó liền dữ vậy? Thôi được rồi, bây giờ hai đứa mình chia đều rồi chui ha. Không được, mấy người đó đang ở ngoài, anh nghĩ sao mình đi được. Bây giờ anh giả vờ phục tôi rồi đi ra, sau đó mình chia đồ, ăn đồ chia đủ mình đi về. Mày tưởng tao khờ hả? Chứ phải mày tin, mày đem về mày dâng cho lão trộm già để ông tấn phong mày, ông phong mày làm vua trộm hả? Không, tôi nói thiệt đó. Nếu anh không tin á thì tôi thề cho anh coi. Có cái gì để tao tin lời thề của mày? Thôi giờ vậy đi, tôi lại lưỡi anh liếm, anh lại lưỡi tôi liếm. Nếu á mà ai trái lời thề thì sẽ bị học báo chết tươi. Có tổ đình làm chứng nè, anh chịu không? Mày nói gì? Tao thè lưỡi mày liếm. Rồi mày thè lưỡi tao liếm lại. Có tổ đình làm chứng nè, yên tâm đi, ai mà trái lời thề học báo chết tươi liền. Làm luôn mày, quyết định như đi.
Ghê quá. Thôi bây giờ cũng làm thế ý mày đi, nhưng mà lấy tay bịt mắt lại. Mày thèm thấy gớm quá. Thôi được rồi, bịt mắt thì bịt mắt. Nè. Ông báo rồi. Thằng quỷ này nó cắn sâu thiệt. Wow, lễ vật nhiều quá, đúng là không uổng công. Anh Mu ơi, anh Mu, vô phụ tôi khiêng lễ vật ra nè. Anh Mu ơi. Bữa nay con còn chối nữa không? Cha già rồi, đâu thể nào tôi ngồi ăn trên đồng tiền mà con ăn trộm. Cha, cha, con biết tội rồi cha ơi. Cha đi đi. Cha, con muốn làm gì thì làm đi. Cha ơi, con biết tội rồi mà cha. Cha ơi, cha, cha. Ê. Quỳ lại ai vậy? Với lại tao mới thấy ai đi ra vậy hả? Cha tôi đã biết hết chuyện và bỏ đi rồi. Giờ tôi mới thấy có tiền có của bà bị khinh ghét cũng như không. Nếu anh muốn, anh cứ giữ hết những đồ này đi, còn cái danh vua trộm anh cũng lấy luôn đi. Tôi phải đi tìm cha tôi đây, tôi không quay lại nhà thầy nữa đâu. Tao cũng thấy mày nói đúng. Tự nhiên cái mình chạy theo cái hảo danh làm cái gì, đúng không? Từ lúc gặp mày tới giờ, tao cảm nhận được một điều là trên đời này chỉ có mày tốt với tao thôi. Mày giải dây cho tao mấy lần rồi, chứ mấy tao bị người ta túm cổ rồi. Chỉ có một cái lần này mày chơi ác quá, căng cái đứt lưỡi, thấy gớm quá, thấy không? Nói mày nghe, mình là anh em tốt với nhau, không đáng sao tự nhiên sân si về cái danh ảo làm gì, đúng không? Giờ nè, nghe lời tao, chạy theo cha liền, thấy không? Ổng đi á là mệt lắm á, chạy đi, nhảy lên. Tôi hiểu rồi. Cha ơi, cha. Trời, nhìn thấy tình cảm cha con đứt ruột kìa. Sao kỳ vậy? Sao tự nhiên thấy nó lạnh lạnh sao ta? Cha ơi! Ê lộn! Kế ơi! Chờ tao với!